Xin chào tất cả anh chị em. Một cái phiên mà có thể nói rằng là sau quả quá trình phục hồi vừa rồi thì phiên hôm nay thị trường có phiên giảm rất là mạnh đúng không ạ? Giảm rất là kinh. Hôm nay giảm vừa nãy chúng ta giảm đến 25.33 điểm, tương đương 2,27%. Thì một mức đầy giảm điểm như vậy mà dẫn đến là vừa nãy chúng ta quay về vùng 1088.49. Thì sau phiên hôm nay thì có lẽ rằng là anh chị sẽ đi tìm những thông tin xấu rồi bộ ATC các kiểu. Thì tí những cái phần thông tin xấu liên quan đến hôm nay á, thì tí mình sẽ nói sau. Còn cái phiên hôm nay thì một cái phiên mà một cái tiêu đề mình làm đó là vừa đi ba bậc giảm. Đấy thì chúng ta sẽ phân tích sau. Còn trước khi xem thì anh chị lưu ý cho mình rằng là đó phần mô tả của video của mình nhé, thì mình có để ba cái video, đó là video về sử dụng vốn và sử dụng margin. Thì sau những giai đoạn này thì có thể nói rằng nếu như anh chị vừa rồi xem thì anh chị thấy rồi, nó rất là hiệu quả. Chứ không phải là chúng ta vào thị trường chứng khoán này chúng ta mang một tâm lý là hơn thua, chúng ta cứ nghĩ là ngon là không hẳn đâu, bởi vì cách đi vốn với vị thế rất là quan trọng. Thì đó là về cách sử dụng vốn và sử dụng đặc biệt là vốn vay. Một cái ví dụ với giá thứ hai nữa đó là mình đối với quan điểm của mình thấy khá hay, mình trình bày đó là về test đỉnh, test nền và test test đáy. Thì anh chị nếu mà anh chị quan tâm thì anh chị vào đó xem. Và video thứ ba đó là một phần video mình thấy nó khá ý nghĩa, đặc biệt là giá như hôm nay nữa anh chị thấy rằng nó rất là có ý nghĩa. Đó là anh chị sử dụng lệnh dừng lỗ và chốt lời bằng lệnh tự động và kết hợp với biểu đồ anh chị, kết hợp biểu đồ. Thì nếu như anh chị mà sử dụng cái lệnh đó thì có thể nói rằng rất tuyệt vời, nhưng hôm nay có thể nói rất tuyệt vời. Thì hôm nay hôm qua hôm 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 qua thì thứ tư mình không làm video, nhưng mà hôm qua thì ở hôm thứ ba thì mình có chia sẻ với anh chị rồi, đó là top 7 cổ phiếu anh chị thấy chưa? Không phải là hiện nhiễm chúng ta chọn một cổ phiếu đâu. Hôm qua thì đến cái video đó mình trình bày ở hôm thứ ba, đó top 7 cổ phiếu trong đó mình có đề cập một cổ phiếu, trong đó có cổ phiếu Novaland đúng không ạ? Novaland hôm qua tăng tím. Hôm nay thì nó đỏ cho thị trường chung nữa. Nhưng mà sau hôm qua thì anh chị thấy đang nói có những thông tin liên quan đến bất động sản các kiểu. Khi đó chỉ có là những cái thông tin để hợp thức hóa cho cổ phiếu lên thôi. Còn vì sao phải chọn Novaland và không chọn Phát Đạt hay là Đất Xanh hoặc là DG thì mình đã phân tích rất kỹ trong video đó rồi. Nó có lý do của nó cả anh chị, vì sao nó tăng. Và những cổ phiếu như DG Đất Xanh như hôm qua tăng á, thì thực tế là nó ăn theo thôi, ăn theo của cổ phiếu Novaland. Rồi tất nhiên thì gặp thị trường này thì cổ phiếu Novaland nó không lên được. Rồi phiên hôm nay nó giảm. Nên những cảnh chị ấy cả đó anh chị xem, thế tức là nó thể hiện cái cung cầu và nó thể hiện lại ở trên giá và khối lượng anh chị. Đấy. Thế anh chị nào theo dõi thì anh chị sẽ thấy rồi, sẽ thấy điều đó rất rõ. Là tầm một số cổ phiếu này không phải là cổ phiếu đó đó, nhưng mình nói thêm anh chị như vậy. Còn ở đấy thì mình có đem cái sơ đồ này đấy, thì cái hình này đây. Đấy là một hồn nến á. Thì sáng nay đầu phiên thì trong nhóm khách hàng của mình thì lúc 8 giờ hơn tí đó. Lúc 8 giờ hơn tí là mình đã trình bày cái nội dung này trong nhóm khách hàng của mình. Ở đó là mình chỉ kỳ vọng là thị trường nếu phục hồi này, đoàn hồi này mà có, mình cho rằng là phục hồi thôi. Hồi này mà có thì lên được khoảng đâu đó vùng 1120 thôi. Như video vừa rồi mình có chia sẻ với chị. Và cái này là mình chia sẻ trong nhóm khách hàng lúc sáng. Vì sao? Bởi vì đấy là một cái vải như này. Có thể thôi. Có thể ở đấy là ở cái phiên ngày 9 tháng 11 là đấy một cái vải trái. Còn ba cái phiên là phiên 15 này, 16 này và phiên ngày 17, 15, 16, 17, ba phiên này đỉnh của ba phiên này chính là tạo cái đâu. Đặc biệt là phiên 15 và phiên 17. Và hôm nay thì cái nhịp hồi này thì mình nghĩ rằng là nó sẽ hồi lên đâu đó khoảng 1120. Mình có chia sẻ trong nhóm khách hàng. Do đó là như hôm nay thì mình sẽ không mua. Đấy. Đầu phiên cái quan điểm mình trình bày rất rõ là sẽ không mua, bởi vì rất rất dễ nó hình thành một cái mẫu hình vai đầu vai ở đây. Đấy, thì lý do vì sao hôm nay không mua. Và hôm nay thì khi nó lỏng lẻo dao động thì ví dụ như ở lúc cũng phải nói lên đấy để mà khoe khoe khoang gì cả, nhưng mà đúng là cái lúc 13 giờ 42 là mình có chốt chốt một số cổ phiếu, ví dụ HAG thì mình phải hạ tỷ trọng xuống. Rồi là ví dụ như các cái anh chị nào mà sử dụng vốn vay rồi tỷ lệ tài khoản cao là mình cho hạ lúc 13 giờ 42 đấy, hạ tỷ trọng xuống. Đấy, khi đó là thị trường vẫn còn ok gì nhé, lúc đó thị trường vẫn còn ok đấy. Lúc đó là mình nhớ là thị trường đâu đó là 1115 đấy, là mình hô hạ xuống. Đấy, sau phiên này thì như vậy là lý do vì sao, bởi vì là cái cửa nó lên, mình thấy là nó lên được trong phiên là nó chỉ lên được 1115 thôi, là lên đó lực cầu rất yếu. Anh chị tí nữa mình cho anh chị xem mà không đổi dưới ngay. Và khi mà nó giảm xuống thì khối lượng nó rất lớn và biến đổi lỏng lẻo. Nói trên trên chia sẻ một khung đồ 30 phút một giờ nó sẽ rõ cái này, đó là chính là lý do vì sao phải hạ bước ra đúng không ạ. Thì
Sau giai đoạn này thì nếu nhìn ở bộ mẫu hình này á, thì hiện tại thì cái giá nó đã chạm MA 10. Xin lỗi, chờ thùng cái MA 20 một tí. Đấy. Thì cái phiên này như này, mình cái tiêu đề hôm nay mình làm anh chị đó là gì nè, vườn đi ba bậc giảm. Thì cái phiên này như này, cái phiên ngày 17 tháng 11 thì phiên này là một này. Và ba phiên phục hồi này này, và phiên hôm nay này thì đúng ba cái đúng cái này mới để đấy mới gọi là một cái mẫu hình nến ba bậc giảm anh chị này. Đấy, mẫu hình nến ba bậc giảm. Cái giai đoạn mà anh chị thấy đấy nhé, thấy sáu phiên phụ bùng nổ này này và ba phiên giảm lại thì nhiều đến rất nhiều thợ cộng đồng và còn có nhiều anh chị đồng mất ăn mất ngủ với giai đoạn này không có hàng ở cái vùng mẹ ở cái vùng 1.108 đấy. Vì sao? Bởi vì là hô hào là sẽ là để ba bước tăng và trên nhiều cái diễn đàn anh chị thấy rồi coi đến ba que đấy, nhưng mà thực đó thực tế là sau đó nó cũng dài không diễn ra quá trình đó. Vì sao như vậy? Bởi vì quá trình này cái nền tăng này khối lượng nhỏ, ba cái này nền khối lượng bán nên giảm lại khối lượng rất lớn thì nó không thể hình thành được. Còn nhiều hôm nay nó rất là dễ để hình thành một cái mẫu hình ba nền que nền ba que, tức là nền và ba bước giảm. Đấy, cái này anh chị thấy khối lượng rất lớn này, ba cái phục hồi này khối lượng nhỏ này, nhưng phiên hôm nay á thì chúng ta thấy là khối lượng rất lớn này. Như vậy thì anh chị thấy đang nó đạt những cái điều kiện đấy là một con một là biến thể, đấy cũng là một cái biến thể của nền ba que và gọi là ba bước giảm anh chị ạ. Bởi vì cái cây phục hồi này á, là nó hơi sâu đấy, chứ tất nhiên theo sách giáo khoa thì nó khác ở trên về thực chiến đúng không ạ. Thế về nguyên lý là nó như vậy, tất nhiên thì nói như vậy không phải là sáu phiên này đi thị trường này giảm thêm hay không không biết, nhưng mà đấy là một cái cơ hội và một cái cơ hội và một cái bài học nữa, tức là một những cái bài học là về chúng ta đi vụ đó nhiệm khi mà thị trường đang đang rung lắc dao động mạnh mẽ mạnh nhá và khối lượng lớn thì chúng ta thường phải nếu tham gia với tỷ lệ rất nhỏ. Cũng có một số anh chị vào bình luận của mình nói là ông mà đánh theo thị trường thì rõ ràng anh không có ăn, không phải. Khi thị trường mà giảm anh chị ạ, là hầu hết cổ phiếu này giảm, còn khi thị trường lên là chưa chắc cổ phiếu anh này lên. Đấy, chính vì vậy mà chúng ta nên tôn trọng thị trường. Chúng ta nếu thị trường xấu chúng ta đánh nhịp thôi, đúng không ạ? Còn nếu thị trường đẹp thì chúng ta phải đánh nhiều. Đó là cái cách để chúng ta sử dụng vốn, đừng có nghĩ để chúng ta không quan tâm thị trường, chúng ta quên đi thị trường, nó không phải đâu. Đấy thì mình xin nói thêm một ý như vậy để anh chị lưu ý. Còn 6 phiên này thì bây giờ nếu như anh chị mà nếu trên khung đồ thị ngay á thì thực tế ra là nó đã hình thành một mẫu hình vai đầu vai rồi. Nhưng mà một mẫu hình vai đầu vai mà nó muốn thành công á thì anh chị thấy rằng đấy là như này, nó sẽ là có quá trình ví dụ cả phiên tới mới giảm á thì đâu đó phải về 1.070 75 gì đó vùng này, ví dụ như về vùng này thì nó phải có quá trình tẹt lên trước và sau mới giảm thì nó mới xác định đấy là mẫu hình vai đầu vai. Đấy, tất nhiên cái quá trình này nó chưa diễn ra chúng ta không đoán được, vấn đề chúng ta là chúng ta nên quản trị rủi ro và vì thế chúng ta mua ở đâu và chúng ta sử dụng vốn như thế nào thôi, và chúng ta sử dụng margin hay không đấy đúng không ạ. Còn mà bây giờ mà này mình nói với anh chị rằng là nếu như quá trình này mà cái biến như thế này, khối lượng lớn thế này thì mình để lên rất khó. Còn mình đã chia sẻ với anh chị cách đây 2 hôm thôi, đó là mình có nói anh chị là kịch bản của năm 2015 có lặp lại không á, thì chúng ta đã trình bày, tức là chúng ta đã không loại trừ một khả năng nó sẽ tích lũy lại dưới MA 200. Đấy, thì cái này là không phải bây giờ nói thị trường giảm chúng ta vút đuôi. Và cái này là mình đã chia sẻ với anh chị cách đây 2 hôm, tức là năm 2015 đây gì, chúng ta đã chia sẻ với anh chị nào thường xuyên theo dõi mình anh chị sẽ thấy thôi. Để mà chúng ta không phải là chúng ta không đánh, nhưng chúng ta sử dụng cái vốn cho nó ok đấy, và cái vị thế nó ổn cho chúng ta mua mua bán bán thuật ngay là rất dễ toán. Đây 2015 này anh chị này, cụ thể đấy là giai đoạn này, giai đoạn từ tháng 8 cuối tháng 8 cho đến mấy ạ, cho đến là tháng 10, tức là thị trường tích lũy dưới MA 200 đến gần 2 tháng anh chị nhé, gần 2 tháng trời rồi đấy. Đấy thì thị trường hiện tại nó có thể lặp lại quá trình này không, chúng ta nên chơi. Và mình cho rằng là quá trình này xác suất cao thì đi vào quá trình này. Cái này thì chúng ta đã trình bày rồi, anh chị xem lại video ở hôm thứ hai mình chia sẻ cái gì đấy, thì hoặc là hay là video thứ mấy giờ hôm thứ hai đầu tuần đấy, hôm nay là mới thứ năm cách đây 2 hôm đấy, thì anh chị thấy rằng là khả năng này nó lặp ra lại á thì quá trình tích lũy của thị trường hiện tại là nó còn là còn khá là mất nhiều thời gian, thì cái đó anh chị xem tiếp xem lại, nhưng mình cũng không trình bày thêm ở đấy nữa. Thì đó là về yếu tố khung đồ ngay như vậy. Còn bây giờ mức độ dao động rung lắc thế này để thị trường lên rất khó gì nhé, rất khó. Và mình là thường xuyên là trao đổi với anh chị rồi, khi mà thị trường dao động rung lắc là chúng ta chỉ đánh ngắn thôi và chuẩn bị tròn, vì thế đấy, là thứ nhất là một cái kịch bản năm 2015 có lặp lại không, đó là cái đó anh chị phải chuẩn bị. Thứ hai nữa là mình đã từng chia sẻ anh chị rằng đấy là vùng AR, cái vùng này nhỉ, mình tắt cái này đây, cái vùng này là vùng AR đấy, mình đã chia sẻ anh chị những cái nào mình đã nói anh chị rồi không phải không, một cái khả năng sẽ có. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nó đã phục hồi lên vượt cái vùng 1.100 này đúng không ạ, 1.100 này,
và nó đã có quá trình đảo chiều lại thì xác suất cao đấy sẽ là vùng AR và chúng ta nên canh để chúng ta đánh cái biến trong cái biến TR. Rồi, rồi trong biến TR để chúng ta tìm kiếm những cái lợi nhuận đó. Như vậy chúng ta sẽ tìm một điểm tiếp theo của thị trường giảm lại, đó là điểm ST. Và điểm ST thì anh chị lưu ý cho mình là nó có thể cao hơn cái đáy này, cái đáy 1020 này. Cái điểm ST thì nó có thể là ở sâu hơn cái đáy này 1020, nó có thể là cao hơn hoặc là nó có thể ngang bằng, chứ không hẳn là nó thể thủng cái này nó đã xấu đâu. Đấy, thì hiện tại nó chưa biết như thế nào, nhưng mà có thể là thủng cái này, cũng có thể cao hơn, cũng có thể ngang bằng, nhưng mà vấn đề là chúng ta sẽ chơi những tín hiệu nó để đảo chiều lại thì chúng ta sẽ xác định được đó là điểm ST. Đấy, thì nếu anh chị nào mà theo dõi về tìm hiểu về VSA thì anh chị sẽ thấy yếu tố nói rất rõ. Thì đó là về yếu tố thị trường ở khung độ ngay, chúng ta chia sẻ thêm như vậy. Còn nếu như khung độ dưới ngay thì anh chị xem đây, những cái này thì chúng ta phải chia sẻ rồi, bây giờ không cần phải chém nó, anh chị theo dõi lâu anh chị biết. Mình còn nói anh chị rất là nhiều lần rồi, đúng không ạ? Một cái kịch bản tích cực nhất là nó sẽ tích lũy ở vùng này thôi. Đấy, cái này là chúng ta đang chia sẻ, đang có sẵn anh chị này. Và cái biến độ hôm nay chúng ta nói là gì? Cái kịch bản tích cực nhất là màu tím hôm trước người ta về đấy là gì? Nó sẽ dao động nóng đỏ, nó có vùng ở lên khoảng 1120 thôi. Kỳ vọng mà đúng như vậy là hôm nay có những giai đoạn là chúng ta thấy rằng là ở đây khung chart giờ chúng ta thấy có những lúc đó vẫn chạm được nhé, có những lúc nó chạm được đấy. Ở đây chúng ta coi khung độ ngay chúng ta thể biết được là cá nhân là 1118 gì, gần chạm đến 1118.54. Đấy, thì nó là gần chạm đến cái vùng này. Đấy, thì nó thể là một tam cái vai đầu vai. Thì hiện tại nó sẽ giảm. Nhưng mà như thế này á thì nó cũng có một khả năng nữa là ở về vùng 1185 này anh chị. Nó sẽ cân bằng lại. Nó cân bằng lại thì nó sẽ tích lũy lại, thì yêu cầu là khối lượng phải nhỏ xuống và biến độ phải chặt. Đấy. Và một cái khả năng là nó sẽ có kiểu như thế này, thực là cái kẻ mình vẽ theo biến độ nhỏ dần đấy, chính là quá trình này, nếu thì nó sẽ xảy ra một trường hợp đấy sẽ vùng AR và vùng ST sẽ như thế này, và cái biến chúng ta đánh nó sẽ mua biến dưới, chúng ta đánh bán biến trên. Đấy, thì đó là những cái mà anh chị cần lưu ý thêm như mình như vậy. Còn như thế này, sau những phiên này thì chúng ta phải chờ xem thử nó cân bằng ở vùng nào thôi, chúng ta không đoán được. Những kịch bản chúng ta đã chuẩn bị sẵn rồi, vấn đề là nó tích lũy chúng ta đánh như thế nào, chúng ta nên hành động như thế nào, và nếu như nó giảm chúng ta đã hành động như thế nào, mà nó lên chúng ta làm như thế nào thôi. Lên cửa lên thì mình đã trình bày với anh chị thôi, rất khó, đúng không ạ? Còn nếu như mà anh chị theo trường phái của Ichimoku nến á, thì mình trình bày thêm đây một tí. Những cái này thì hôm trước mình chia sẻ ở khung độ ngay thì mình có nói anh chị là xác suất cao rồi, này nằm ở cái vùng vàng này, cái vùng ổ vùng này, từ cái dao động đó vùng này thôi. Đấy, còn mà cửa lên của nó là nó sẽ có hai cửa, là một cửa này và cửa này. Tất nhiên cái cửa đứng trên này mình nói anh chị là xác suất cao thì không xảy ra. Một vì sao? Bởi vì cái giai đoạn này là sóng penny, hầu hết các cổ phiếu nhỏ chạy, ví dụ hôm nay có nhiều cổ phiếu penny trần, đúng không ạ? Đấy, cuối phiên thì mình sẽ xem lại. Đấy, nhưng mà một cái cửa lên đây nó xác suất cũng không cao. Còn cái xác suất đề mà nói là nó thể tích lũy cả cái vùng 1120, 1115 này này. Đấy, thì hôm trước chúng ta kỳ vọng như thế này thôi, hôm nay nó mới chạm biên dưới thì thôi. Thì bây giờ như thế này á thì nó có thể giảm về để cái vùng này, vùng 1100 1075. Vì 0.75 sau đó nó có thể tích lũy ở vùng này. Đấy, thì chúng ta chơi thêm như thế nào, chúng ta không đoán được đâu. Thì đó là về cái đồ thị của chỉ số vườn lý ở khung đồ ngay và dưới ngay. Chúng ta phân dưới ngay thì bây giờ nó đang như kiểu như kịch bản thế này thôi anh chị. Thì đó là về khung đồ của vườn lý, thì mình trao đổi thêm anh chị ở góc độ như vậy. Còn mình nói lại với anh chị rằng là cái vấn đề chúng ta đó là vấn đề sử dụng vốn. Sử dụng vốn là nó rất là quan trọng. Do đó là cái video mình đính kèm trong phần mô tả thì anh em nên cân nhắc. Còn bây giờ chúng ta sẽ lướt qua một số cái nhóm ngành. Thì bây giờ thì cái nội dung thứ hai đó là ba bậc giảm á. Thì đó là đấy là mô hình nến ba bậc giảm ấy, gì hiện tại có thể có như này, có thể thành công đấy. Và nếu như thế này nó sẽ giảm rất mạnh và giảm mạnh phía dưới, thì lúc này mình trình bày anh chị là có thể là có hình thành cái điểm ST, đó là cơ hội anh chị. Còn bây giờ thì một loạt tin xấu mình nói luôn á, thì vào bộ ATC thực tế ra là những cái tín hiệu này nó có rồi, nó có trong phiên rồi, và những cái tín hiệu yếu này nó cũng có gần đấy rồi, chứ không phải là hôm nay để chờ thông tin gì nữa. Và mình nói với anh chị rằng là không có thông tin gì đâu. Còn như hôm trước mình phân tích với anh chị cổ phiếu Novaland đấy, tất nhiên thì cuối phiên đến giờ thì mình đang làm video mình chưa xem, không biết có thông tin gì chính thống hay không mình không biết. Nhưng mà khi những thông tin đồn, quan điểm của mình đi, mình không bao giờ phản ngôn. Là nhất thứ hai nữa là khi thị trường tăng thì anh nhìn thấy đó có thông tin này thì thông tin kia, đúng không? Mình như thứ hai mình đang nói với anh chị nhóm khách hàng của mình lúc cuối phiên sáng ấy, thị trường vùng này đừng có đu vào. Bởi vì sao? Bởi vì nếu có dao động lỏng lẻo là thứ nhất, thứ hai là những phiên tăng thì khối lượng giảm, những phiên giảm khối lượng tăng.
đừng nghe đâu đó là DXY giảm, nó lãi suất giảm, nó vì mua đang tụt lên nó lao vào đấy. Trong ngắn hạn là vừa đi sẽ giảm tiếp rất cao. Cái này là mình nói ở cuối phiên sáng. Đấy, chứ không phải là chơi được thông tin đâu, nhưng cái tín hiệu yếu nó có rồi. Đấy, chứ không phải là không. Đó là chúng ta nhiều tất nhiên thì nói như vậy, chứ không phải là khi nào chúng ta đúng được, luôn luôn đúng đúng không ạ? Đấy thì anh chị lưu ý cho mình như vậy. Còn cuối phiên tin tức chẳng quá là những cái để hợp thức hóa những cái nó giảm thôi. Thì bắt bờ rồi thì hụt tiền các kiểu mình thì không biết. À, đến hiện tại mình chưa biết có gì hay không mình không biết, nhưng mà theo mình nó không có gì đâu. Chắc khả năng cao là như vậy. Đấy thì đó là một cái anh chị cần lưu ý. Bây giờ chúng ta lướt qua một số nhóm ngành. À, đầu tiên đó là đồ ngân hàng hôm nay giảm rất mạnh. Đấy, Vietcombank này. Và kiểu như thế này mà anh chị thấy này. À, đỉnh này thì cao hơn đỉnh này, này và đáy này thì cao hơn đáy này, như vậy thì nói với nguyên tắc hiện tại á, thì xu thế trong ngắn hạn của nó đấy, và nó ngắn hạn ở đấy thì nó đang tích lũy đi ngang, hôm nay mất mơ 150 gì nhá. Còn nếu như mà trúng hạn đấy một tí á, anh chị tính từ tháng 7 lại này á, thì xu thế của nó là đang xu hướng giảm. Bởi vì sao? Bởi vì một cái nguyên tắc của chúng ta là sao ạ, là đỉnh sáu thì cao hơn đỉnh trước, đáy sáu cao hơn đáy trước thì đó là xu hướng tăng. Đỉnh 6 thấp hơn đỉnh trước, rồi đáy 6 thấp hơn đỉnh trước, đáy trước thì đó là xu hướng giảm. Thì như thế này, đỉnh này. Thế chị xem sánh đỉnh này với đỉnh này xem đỉnh nào cao. Đáy này với đáy này thì xem đáy nào cao, đáy này đáy này đáy nào cao, đúng không? Thì chúng ta xác định được thôi. Còn múa kiểu như thế này chúng ta không nên. Đấy thì đó là về về chỉ số cổ phiếu Vietcombank thì phân tích quá như vậy đấy, anh chị xem thêm. Còn trong trường hợp tích cực là nó phải tích lũy lại thôi, còn giá hiện tại là còn dưới MA20, MA50 thì thường là mình sẽ không chơi những cổ phiếu như thế này với xu thế nó như vậy. Đấy, hôm nay khối lượng mặc dù nó không lớn. Rồi vì bánh cả kiểu rồi nhá, súng lực rất nó còn lớn, rất cửa lên còn rất khó. Đấy. Hôm thứ ba thì mình có chia sẻ cổ phiếu SHB này. Đấy, nhưng mà cái vùng này chúng ta không mua được, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì nó nói hố nó top 7, top 8, top 9 với cổ phiếu đẹp thì nó phải thỏa mãn những điều kiện trong phiên ấy nhỉ, chứ không phải là ví dụ như nói là ông hố Novaland đúng ông chém gió, nhưng mà ví dụ như SHB ủng hộ nhưng mà nó không đẹp, nhưng thực tế là nó phải tùy phong phiến đạt những điều kiện chúng ta mới mua được, đúng không ạ? Nhưng đạt thì không. Đấy, rồi hôm trước mình còn nói ACB đấy, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta thấy này, lỏng lẻo và khối lượng nhỏ chúng ta sẽ không chơi, đúng không? Đấy, thì hiện tại xu thế của nó là đang ngắn hạn này, xu thế là đang như ACB đấy, xu thế của nó đang xu thế lên. Còn trung hạn như đấy có thể là đấy, đang đi ngang. Đấy, và nó có thể hình thành màu hình vai đầu vai gì nhá. Đấy, đấy có thể là vái, đấy cũng có thể là vái, đấy có thể cái đâu, đấy có thể là một cái vái. Nó có thể giảm tiếp với vùng này, có thể thôi. Nó sẽ hình thành cái vái đấy nữa. Thế nhưng cái này chúng ta xem thêm hiện tại nó chưa xảy ra cho nên chúng ta chưa biết được. Đấy, mình nói quá với anh chị một cái vấn đề như thế này này. À, đó là về trong bánh anh chị, mình nói quá trong thẹp như thế này. Để mình nói anh chị hóa sen. Hóa sen thì mình nhắn từ đây lên đây. Anh chị biết rồi. Đấy, khúc này là mình nhắn khúc này, đúng không ạ? Còn khúc này mình ra rồi. Nhiều ông thì cũng vào có chị cũng vào báo cáo mày là bảo là sẽ mua giá cao, thì mình xin thưa bây giờ mình xin thưa rằng là mình sẽ không mua giá cao. Mình sẽ mua giá cao như thế này, như này, mình sẽ mua nếu như nó lấy tích lũy lại. Đấy, kiểu như vậy nó tích lũy lại, nó vượt lên nó tẹt lại. Đấy, kiểu như vậy thì mình sẽ mua giá cao ở đây. Đấy, còn không phải là mình cần mua rẻ, nhưng mà vấn đề của nó là nó phải xác định được cái màu hình mà nó phải tẹt cung tẹt cao đó, ok thì mình mua. Còn kiểu như thế này thì bán thì mua gì nữa. Đúng không ạ? Ông mấy ông gì mà ngạo hay sao đó mua đấy, đúng không ạ? Đấy, thì ví dụ mình chuyển sang con mình bán đấy đây. Đó, anh chị theo dõi kênh mình biết này. Đang khoe luôn đấy, chém gió luôn đúng không ạ? HAG này. Anh chị phải thấy là giờ mình mua cái này lên đây không? Hiện tại thì hôm nay là mình bán 1/2 rồi. Đấy, lúc 13:42. Đấy, giá thì cũng không được, mình không bán được giá trần đâu. Khách hàng của mình bán được giá trần, mình không bán được giá trần, mình bán trước. Không phải bán trước nhưng mình xin lỗi anh chị là khách hàng của mình chơi trần hồi bán, nhưng mình thì còn không biết có ai bán trần hay không, nhưng mình bán được một phần là cũng cả là không cao như phiên, mình bán 1/2, tức phải là 13-14% thì trong khi mình bán hóa sen nào mình mua con này 13-14% phải ngon hay không, ăn nó này ra gì đâu, đúng không ạ? Có lại là được thôi, xấu tính gì thì đúng không ạ? Đấy, còn chúng ta quay được lại dòng thép, quay được lại dòng thép thì trước khi phân tích thêm thì có thể là mình làm video hơi dài một tí thì mình nói thêm anh chị, ví dụ con nào HSG anh chị này, cái này mình bỏ này. Mình không nói này, mình nói với anh chị nhưng mà ý thế này. Mình lấy ví dụ là một cái mô hình 2 đi. Đấy, kiểu như vậy. Đấy, đúng không ạ? Kiểu như vậy. Thì khí nhá, khí mà anh chị lưu ý rằng là khí mà họ phân tích họ nói đấy là đỉnh. Mình lấy ví dụ họ nói đấy là đỉnh. Thì chúng ta mà không hiểu chúng ta nghĩ đấy ông này là hú chứ. Mình lấy ví dụ thôi. Thì khi mà cổ phiếu lên đây, lên cái vùng này,
khi cổ phiếu này bắt đầu lên ở vùng này á, thì anh chị là bắt đầu là bảo là ông này ở đây hố đỉnh và đấy đỉnh đâu, họ vẫn ăn lôi mô ví dụ 2-3%, 3-4%, đúng không ạ? Nhưng mà phải xác định là họ nói đấy có thể là đỉnh, nhưng mà không phải là nói như hôm nay là ngày mai nó tạo đỉnh ngay, mà nó nói đấy đỉnh thì nó không phải là rơi ngay. Mình là ví dụ mình bán hoa sen ở đấy thì mình làm gì mà bán đỉnh đâu, đấy vùng này mình bán đấy thì đấy cũng phải đấy, đấy là vùng đỉnh đấy, cũng không thể bán ngay trên giá 22.500 hoặc là ví dụ 22.300 đấy được anh chị ạ. Không thể như vậy, như vậy thành tiền mất, nó rất khó. Cho nên chúng ta thì kỳ vọng bán ở vùng đỉnh thôi, đúng không ạ? Đấy, nhưng như thế này sau đó nó phải giảm vượt qua đường này, còn test lại đường trend line, đường neckline này là nó mới giảm, thì khi đó nó mới xác định được rằng đấy mới một hình hai đỉnh. Thì chúng ta phải xác định khi khi đến như thế này, như này khi đến như thế này là nó xác nhận như thế này, thì đấy khi nó mới xác định được rằng đấy là một hình hai đỉnh, đúng không ạ? Đấy thì tương tự như vậy, nếu như bây giờ hôm đấy mình nói quá ngắn một tí thôi, bởi vì là có nhiều thời gian anh chị. Mình lấy ví dụ thế này là đáy, kiểu như vậy, ba đáy đi, cho nó ba đáy đi đấy. Nhưng mà ví dụ một ông nó đang phân tích ở đây, nói đấy là đáy rồi, đấy là đáy rồi, nhưng mà khi mà anh chị mua ở đấy theo đấy, ví dụ về đấy nó giảm về đấy, thì anh chị bảo là ô sao nó bảo đấy đáy đấy phải cắt lỗ. Nhưng mà tùy cái góc độ chúng ta mua thì chúng ta mới xác định tế công nó khác, chúng ta đây trung hạn nó khác, dài hạn nó khác, và cái góc nhìn của chúng ta như thế nào. Nhưng ví dụ có một ông phân tích ở giai đoạn này đấy, bảo đấy là đáy, thì cả ông là có thể mua đây, nghe nói đáy mua đây, nhưng mà cả ông không hiểu được cung cầu trong phiên, thì anh chị sẽ về đây anh chị phải cắt lỗ, cắt lỗ sao nó lên thì là gì? Ông này là bảo ông này là khi này lúc này thì ông này là đúng, đúng không ạ? Tức là cắt đấy về đấy nó vẫn huê vốn, mà tiếp tục đú vào đấy thì nó lại gì, nó lại giảm về đấy tiếp, thì ông vẫn bảo là vẫn đáy, đúng không ạ? Nhưng thực tế là anh chị về đấy cái đáy này anh chị bán thì khi nó lên đấy, do đó là cái cách phân tích ấy, là rõ ràng chúng ta phải đánh giá là cái cung cầu khi nó lao dao động lỏng lẻo này, lỏng lẻo biến độ lớn này, xung lực lớn này, khối lượng lớn, thì thường là chúng ta này không chơi, và đặc biệt là gặp vùng đỉnh trước đấy. Thì ở đấy nhân tiền đấy thì mình nói thêm một tí như vậy thôi anh chị. Còn hiện tại vì đối với dòng thẻ thì mình cho rằng là anh chị phải mình quan điểm khá lâu rồi, anh chị nên chơi thôi. Mình ra cách là gần hai tuần thôi, đúng không? Anh chị nên chơi, lỏng lẻo thế này là sẽ rất là khó lên đấy. Còn trong trường hợp nó còn lên được, ví dụ nói như vậy là không phải là ngày mai nó giảm, nói như vậy thì có thể là ngày mai nó có thể hồi lên một tí, cái đó mình không biết. Nhưng mà thường những cổ phiếu như thế này ấy, thì rằng là nó rẻ về ít nhất là nó phải điều chỉnh về MA20 hoặc MA50, đó là ít nhất. Và MA20 50 đâu đó khoảng 19.500, MA20 đâu đó khoảng 20.000 đấy, thì có thể có. Và nếu như về vùng nào chúng ta không đoán được, biết đâu nói về vùng này, đúng không ạ? Nhưng mà nó về đâu, nhưng mà khi nào nó thể hình thành là gì ạ? Mẫu hình hai đáy, mẫu hình ba đáy, hoặc là mẫu hình vai đầu vai ngược, hoặc là gì ạ? Nó có thể tẹt cung chúng ta mua là ok, đúng không ạ? Đấy, thì ví dụ tương tự như vậy, tất cả các dòng thẻ hiện tại như vậy thôi. Đấy, thì đó là ví dụ như Hoa Phát, thứ hai là nó có thể vãi đầu vãi gì này. Đấy, chỉ mình nhìn kỳ, nhìn không kỳ không ra đâu. Đây vãi này, đấy, đâu này, đấy, đấy là vãi này. Đấy, do đó chúng ta như thế này, ví dụ như thế này chỉ có cổ phiếu như nên hà bớt, chúng thể đủ vào đây được. Đấy, kiểu như vậy. Cái đó là ví dụ dòng thẻ. Còn dòng tiếp theo dòng chứng khoán. Đấy, dòng chứng khoán thì cũng vậy thôi. Như vậy là quá trình phục hồi lên của nó là chữ V chứ có đáy nào cả, và nó lên gặp vùng cản thì nó có điều chỉnh là bình thường. Còn nếu như anh chị mà kẹt hàng thì mình nghĩ rằng là cả phiên tới nhiều khả năng là nó cũng sẽ có quá trình, có thể là phiên này hoặc là phiên mai hoặc là phiên các những phiên đầu tuần có thể có những cái nhịp hồi, anh chị có thể là chốt lời nếu như anh chị mua phía dưới. Còn nếu như anh chị đủ trên này thì đó là những cơ hội anh chị thoát hàng ra thôi. Còn theo mình lên giai đoạn anh chị nên chơi, bởi vì đấy có thể là vùng AR anh chị. Đấy có thể là, xin lỗi, đấy không PS thì đấy có thể là vùng AR rồi. Và đấy vùng AR thì nó sẽ đi tìm vùng SC. Và vùng SC thì anh chị là thường phải chơi hai đáy hoặc ba đáy hoặc là vãi đầu vãi ngược, thường là vãi mẫu hình như vậy để anh chị mua ở vùng đáy. Đấy thì đó là về trong chứng khoán là như vậy. SSI cũng vậy này. Đấy. Rồi HCM cũng vậy này. Đấy, thấy chưa? Đấy thì HCM hôm qua mình có làm một tí, nói thật với anh chị như vậy, nhưng không phải đúng cả đâu. Hôm qua có đủ một tí. Nhưng mình đủ là 29.9. Đấy, hiện tại là lỗ rồi. Đấy, con nào ăn thì khỏe, con nào mất là cũng nói thẳng luôn. Lý do vì sao là mình vẫn cho rằng là quá trình này thì nó có thể phục hồi lên một tí nữa, đến vùng này khoảng 31.000 này, đỉnh là đỉnh, đánh ít làm tí thêm. Nhưng mà không ngờ là đến chiều mai hàng về gì nhá. Đấy, chứ không phải là khỏe ăn hẳn đâu. Đấy, mình có thể kỳ vọng đến vùng này, nhưng mà không biết như thế nào, nhưng mà xung lực như thế này, khối lượng mặc dù nó không lớn, nhưng mà khả năng là sẽ phải cắt lỗ. Đó, nói thật như vậy anh chị nhá. Đúng không ạ? Có gì phải giấu diếm đâu. SHN bây giờ nhiều ông hô hào này, bởi VCI này, đúng không? Súng lực rất lớn, khối lượng thì không lớn lắm. Hôm nay khối lượng không lớn là do bị úp ATC. Úp ATC thì hầu hết anh chị là kẹp hàng hết.
có chốt lời chốt không kịp. Và nếu như mà cắt lỗ thì hiển nhiên là cũng khó đúng không ạ, do đó là và bất ngờ, do đó là thường là khối lượng nó nhỏ, nhưng mà phiên mai thì khả năng đầu phiên lại giảm tiếp. Nhưng sau phân chiêu anh chị xem là tính toán thế đối đối với một chứng khoán, nhưng bất động sản, bất động sản thì phải 2 hôm rồi, hôm thứ ba anh chị xem video mình, anh chị thấy mình phân tích Novaland không đấy. Đấy, những cái này mình phân tích rất kỹ, anh chị muốn xem lại thì xem lại ở video hôm thứ ba đấy. Đấy, nếu như anh chị mua ở vùng giá 16.300 vùng loanh quanh vùng này là hiện tại vẫn còn lại. Còn con này này, con này còn mấy con chuẩn này, giai đoạn hôm mình phân tích này chứ không phải là ví dụ đất xanh rồi DG rồi ví dụ như phát đạt các kiểu, chẳng qua bọn nó hôm qua giữ được á là dọn theo con Novaland thôi. Dọn theo con Novaland thôi. Còn bọn này ngỏ khả năng nó sẽ tích lũy lại, thị trường ổn là nó sẽ lên tiếp đấy. Thì nó không thể đánh một nhịp như thế này được. Đấy, tất nhiên cái điểm vào anh chị là cần hết sức chú ý, anh chị xem tiếp. Rồi ví dụ như các cổ phiếu bây giờ về DG các kiểu là mình đã nói anh chị nhiều lần, hôm qua nó tăng khá là tốt. Đấy, dọn theo Novaland. Nhưng mà hôm nay làm cái như thế này xác suất để điều chỉnh lại rất cao. Đấy, khối lượng này rất lớn nữa. Đấy, đất xanh như vậy gì này, chứ không phải là thấy con nào cũng đủ được đâu nhỉ. Thì anh chị lưu ý cho mình như vậy nhá. Còn nhóm dầu, nhóm xây dựng này. Nhóm xây dựng Đạt Phương hôm trước mình chia sẻ anh chị này, hôm nay có thể nói đang còn bất động sản khu công nghiệp, à, xin lỗi, bất động sản còn lơ mấy bốn mê, còn Đạt Phương nổ lên. Có những anh chị bảo là không xem ngay sao nó nổ hơi xấu ý, đúng không? Còn nay hôm trước mình có chia sẻ đấy, bọn này mà ổn là sẽ lên, nhưng mà do thị trường rồi những cái nào chúng ta phải chấp nhận thôi đấy. Chính vì vậy mà chúng ta khi làm phân tích thị trường, khi phân tích cổ phiếu, trước khi phân tích cổ phiếu chúng ta nên quan tâm yếu tố thị trường, chúng ta nên tôn trọng thị trường đúng không ạ, không tôn trọng thị trường là sẽ không có ăn đâu. À, tổ tưởng như vậy HTN ngoài này hôm trước mua đây gì này. À, mua đây này, hiện đấy này đúng không ạ. Hôm nay thì mình có hô hà bởi tỷ trọng, không biết khách hàng của mình có hà được không, nhưng mà đấy, nhưng hiện tại nếu như con thì rõ ràng là cùng lỗ nhẹ lại đây này đúng không. VCG này, đấy, VCG thì có khả năng đây là vùng AR rồi, và đó thể vùng tìm lại vùng ST đấy, kiểu hầu hết là như vậy. Rồi nhóm ngành dầu khí PVS này, đấy, xung lực như thế này thì chúng ta phải chờ thôi. Và mình đã nói rất lâu rồi, nhóm ngành dầu khí thì đối với PVS, PVD thì tầm khoảng tháng rưỡi, hôm trước mình nói tầm rưỡi đến 2 tháng nếu tích lũy được ok ngon á, thì phải tầm đó. Còn BSR, PVD các kiểu mời thôi anh chị vẫn chờ. Hầu hết là các cổ phiếu là như vậy vậy. Đấy, thì trên đây là một số phân tích nhận định của mình về thị trường cũng như là chiến lược giao dịch. Hy vọng là những phân tích nhận định đó sẽ góp ý cho anh chị trong quá trình đầu tư. Anh chị theo dõi kênh mà anh chị thấy phù hợp á, thì anh chị nếu chưa đăng ký kênh, anh chị nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình với nhá. Và cho mình một like nhá. Mình xin chào và hẹn anh chị trong video ngày mai.